vậy đó là mùa xuân của lãnh tụ nhân ái quốc trở về sau 30 năm bôn ba đi tìm đường cứu nước, chọn mảnh đất cao bằng là căn cứ hoàn toàn cách mạng. Người đã trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam ta, mang theo bao nhiêu sắc xuân tươi đẹp cho tổ quốc. Có lẽ cho dù tất cả mỗi chúng ta ngồi ở đây, chưa ai là chưa từng được nghe những lời ca, giai điệu ngọt ngào của ca khúc Thiền hát giữa rừng Bắc Bó của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ để hiện danh nhân Bắc Bó, một di tích lịch sử gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Oh,
những cuộc nổi dậy đã được chuẩn bị hàng chục năm, hàng trăm năm, thậm chí là hàng nghìn năm, thế nhưng lại có những cuộc khởi nghĩa